chân lý. Đề cập đến chân lý là một vấn đề mà từ trước đến nay biết bao nhiêu nhà hiền triết đã tốn thì giờ đi tìm kiếm. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe lời làm chứng của ông Lê Phú. Ông Lê Phú nguyên là giáo sư toán lý hóa các trường Trung học Ánh Sáng, Lê Bá Công Sài Gòn và Cộng Hòa Mỹ Tho. Trong khi đi tìm chân lý về tình yêu và hy vọng, giáo sư Phú đã thuật lại kinh nghiệm của mình như sau. Tôi là con trưởng trong một gia đình có một tôn giáo cổ truyền. Tôi được hấp thụ giáo lý của tôn giáo này từ khi lên 3 tuổi. Nhờ vậy mà tôi sớm phân biệt được những điều phải trái ở đời và cố lánh xa những lỗi lầm, những cám dỗ có thể gặp phải. Nhưng khi lớn lên, bước ra đời vật lộn với cuộc sống, tôi gặp nhiều cảnh khiến cho tôi bực mình. Tôi thấy nhiều điều trái tai gai mắt mà loài người đã ném nhau. Xuôi ngược dòng đời, tôi thấy con người càng ngày càng độc ác, càng đều giả, càng lường gạt và bóc lột lẫn nhau. Tôi bắt đầu hoài nghi ở cuộc sống, từ đó khiến tôi xa dần với bổn phận, gần như quên lãng cái con người hiện tại của tôi. Bất cứ lúc nào vẻ mặt của tôi cũng luôn luôn phủ một màu trầm lặng. Tôi cứ suy nghĩ về cuộc sống và cố gắng đi tìm một chân lý. Đề cập đến chân lý là một vấn đề mà từ trước đến nay, bao nhiêu triết gia đã tốn hao hết giấy mực mà vẫn chưa xác định được danh từ đó. Tôi thấy rằng tất cả chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà giá trị đạo đức càng ngày càng suy giảm. Trật tự của xã hội càng ngày càng xáo trộn mãnh liệt. Vì thế, vấn đề chân lý hiện giờ rất cần. Nhưng tìm đâu ra chân lý để thỏa mãn cho nhu cầu hiện tại bây giờ? Một câu hỏi mà bắt buộc chúng ta phải giải đáp. Bền chí và kiên nhẫn, tôi luôn luôn học hỏi và tìm hiểu tất cả những tôn giáo để ngõ hầu tìm ra một chân lý thích hợp cho mình cũng như cho kẻ khác. Tôi đã dành khá nhiều thời giờ để tham dự mọi cuộc nói chuyện về tôn giáo, những buổi thuyết pháp công cộng và những buổi nhóm của Hội Thánh Tin Lành. Hình như có một sức mạnh thiêng liêng nào đó khiến cho tôi say sưa trong việc tìm hiểu cái đạo của Đức Chúa Trời. Trong thời gian này, tôi có quen với một vài vị mục sư, và họ đã giải thích tường tận về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu cho tôi. Một buổi sáng kia, tôi đến nhà thờ Tin Lành Mỹ Tho để dự nhóm. Sau khi nghe vị mục sư giảng rằng Chúa cứu thế Giêsu bằng lòng chịu đóng đinh trên thập tự giá để chết thay cho mọi người, Ngài hy sinh để chuộc tội cho nhân loại và ban ơn cứu rỗi cho loài người, trong đó có cả chính tôi nữa. Sau buổi nhóm ấy, tôi cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu. Điều khiến tôi lưu ý nhất trong bài giảng của vị mục sư hôm ấy là lúc ông trích dẫn lời Chúa Giêsu phán trong Thánh Kinh. Lời đó như sau: Ta là cây nho thật, mà các ngươi là những cành nho. Những cành nho chỉ sống được khi nào tiếp nhận sức sống của cây nho. Cũng một cách ấy, con người chúng ta chỉ có thể có được sự sống sung mãn khi nào chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Khước từ sự cứu rỗi đó, chẳng khác nào cành nho bị gãy, không còn dính liền với thân cây. Vì thế, nó sẽ chết dần mòn với thời gian và có thể bị rơi xuống đất vì một cơn gió thoảng. Tôi biết rằng huyết của Chúa đã đổ ra trên thập tự giá để đền tội cho tôi. Chúa chỉ muốn tôi nhận lãnh ơn cứu rỗi của Ngài. Có như vậy, Chúa mới có thể truyền sự sống đời đời cho tôi. Giống như cành nho kia được sống trường tồn bên cạnh cây nho thật vậy. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm này để các bạn cũng có được sự sống vĩnh cửu như tôi. Quý vị có thấy trên trường tranh đấu, quý vị đã phải trải qua biết bao nhiêu gian lao cực khổ. Quý vị thấy nền văn minh khoa học càng tiến bộ, càng tiến triển, điều đó có làm linh hồn của quý vị được trong sạch hơn không? Điều đó có khiến cho tinh thần của quý vị được thoải mái hơn không? Nếu quý vị càng ngày càng mệt nhọc vì những nhu cầu vật chất, nếu đời sống nội tâm của quý vị càng trở nên phức tạp và khó khăn,
Tôi kính mời quý vị hãy đến với Chúa Giêsu để được Ngài ban cho sức sống mới. Chính vì tôi đã tin nhận Ngài và không chối bỏ chân lý mà Chúa cứu thế Giêsu dành cho tôi, cho nên tôi không buồn rầu. Lòng tôi hôm nay không nghĩ đến những điều xấu. Mọi phiền lo của tôi được Ngài chăm sóc. Đến với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không còn cô đơn. Trái lại, chúng ta sẽ sung sướng vì được Chúa an ủi, khuyến khích và chỉ dạy chúng ta trong mọi công việc. Có như vậy, đời sống chúng ta mới được yên vui và không còn sợ sự chết đe dọa nữa.